Em chào các anh nhá. Đấy, em lại vừa mới về được một con cassette nữa của Sony cho bác nào vẫn đang cần cassette nhé. Cái con cassette này thì em cũng nói luôn là nó về là nó bị mất mất cái phích cắm thì em phải tước dây ra để em cắm thử này. Để các bác về các bác mua cái đầu phích các bác cắm các bác đấu vào nhé. Nó bị mất cái đầu phích rồi. Đấy. Thì máy thì vẫn đang lên điện bình thường này. Đấy, cái này em bán sạc thanh lý các bác nhé, sạc kho thanh lý thôi. Đấy, vẫn ra vào được cái cửa băng này. Có cái băng cassette nào để em thử không này? À đây. Đây, thử xem nó có chạy được tời được băng không nhá. Cái này thì em chỉ biết là em test thêm cho các bác, còn đâu là em bán là bán tù mù nhá, em bán không bao súng chết gì đâu. Để test thêm cho các bác xem nó có tời được băng được tời veo đi không. Vì các cái này thì thực ra đấy, nó nhiều khi mà nó cái dây cura nó trùng ấy. Nên cái việc mà đôi khi là nó chạy không ổn định chuyện bình thường nhá. Đây, đấy như con này bây giờ là em đang cho băng vào là nó lại ra luôn. Đấy. Còn nếu như mà để bình thường như này thì không sao. Thì khả năng là con này nó đang bị trùng dây cura rồi. Đấy nên em không thử được tiếng tiết gì đâu nhé. Em không thử được tiếng tiết gì đâu và em. Nên là em bán con này là em bán xả thanh lý thôi. Đấy, về anh em là thay dây cura các thứ, vệ sinh nâu mắt từ mắt teo các kiểu. Đấy, xong kiểm tra xem tiếng tiết có nên ok không thì chơi các cassette nhé. Còn nếu không để trưng bày nhé. Thì em bán con này giá trưng bày thôi. Em bán con này là giá là 450. Đấy, giống con lần trước nó về em cũng bán tầm đó. Con lần trước nó về thì nó không có cái nút này. Đấy, con lần này nó có về nó vẫn đầy đủ nút đây. Con nào cần thì báo em nhé. Đấy, 450 con máy đầu cassette là Sony này. Đấy. Thì bác nào mua con này alo em nhé. Đấy. Sony 717. Đấy, về thì các bác lau chùi đi tân trang lại nhé. Thích thì có thể bỏ ra sơn lại vỏ hay là làm nào tùy. Vì con này đây nó cũng có hơi xước sát này. Đấy. Có sức sát nhá, thì là về thích thì có thể là sơn lại nhá. Đấy. Hàng made in Japan. Công suất tiêu thụ điện 11W. Đây là một cái thớt rời bổ sung, gọi là thớt rời, gọi là thớt gì nhỉ? Thớt cassette Sony này là thớt bổ sung thêm, nó gọi là cái thớt bonus hay là cái thớt gì đấy nhá. Thớt mở rộng. Đấy. Thớt mở rộng cho dàn Sony 717 nhá. Bác nào mà cần thớt cassette mở rộng cho 717 thì lấy con này. Đấy, về mình có thể là bày thêm cho nó đẹp, hoặc là mình cầu kỳ nữa thì mình thay dây cura đi. Thay dây cura đi để cho nó chạy băng thì mình sử dụng lâu lâu mở băng nghe cho nó hoài cổ. Đấy, còn cái này thì nếu như mà để mà nó chạy hoàn hảo các thứ mà nhà em dọn kiểu như dạng đưa ra thợ cho anh người ta dọn cho nó hoàn hảo chạy ngon ấy, thì nhà em bán khoảng tầm hơn 900 nhé. Ở đây là em bên em là không làm mấy cái dọn dẹp này, về mọi người tự dọn thôi. Thì bên em bán một nửa giá thôi, 450.000 thôi. Để bác nào mua alo em nhé. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em.